được rồi, thấy người thấy lùi được người đấy. Đi chơi Tết vui thế.
Hôm nay bên là mùng 5 Tết à? Mai đi học nha. Toàn những người xinh gái thôi. Đấy. Bà con dân bản đi chơi Tết các bạn ạ, rất là vui. Đấy, Tết của bà con chỉ tụ tập chơi ở ven đường này thôi. Đấy, chơi các trò chơi đây. Mai đi học nha. Mai đi học nha. Các trò chơi rất là đơn giản các bạn ạ. Ui, cô gái này xinh gái chưa này. Mai đi học nhá. Đây có cái mũ người Mông đẹp chưa các bạn ơi. Tết của bà con đơn giản như thế này đây. Đừng có mở loa nha em nhá. Đừng có mở loa nhá. Có nghe được không? Xem thôi đừng có mở loa. Khi nào cô đi hãng mở. Đây là dãy núi Hoàng Liên Sơn đây các bạn ơi. Dãy núi Hoàng Liên Sơn đang ẩn khuất trong mây mù đây. Thời tiết mùa đông rất là lạnh, vì vậy nên là không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy mờ thôi, mờ mờ ảo ảo thôi. Xin chào, tạm biệt các bạn.